xin giới thiệu với tất cả mọi người một phát minh mà tôi vừa sáng chế ra, đó chính là cái máy thở dưới nước đây các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái phát minh này để mình có thể đi xuống nước và chúng ta có thể thở qua cái ống này, nó thở lên trên và chúng ta sẽ không bị ngập nước các bạn. Để tôi thử cho các bạn coi nha. Tôi đã đổi nó vô rồi đây các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống nước xem chúng ta có thể thở dưới nước không nha các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn cái thanh nước của tôi đi, nó không bị tụt đi và nó giữ nguyên vị trí, có nghĩa là tôi vẫn có thể thở dưới nước một cách bình thường nhờ cái ống này các bạn. Trời ơi, quá là thông minh mà đúng không các bạn. Bây giờ các bạn hãy làm xem video này nha. Đã thiệt chứ. Được rồi, ông ơi, làm việc đây. Trời ơi, tô gà đúng là thông minh thiệt mà. Ủa, cái gì trên đầu của tôi vậy? Ơi, vậy ơi, coi vậy. Ơi, thở không được, thở không được. Cái con gì cứ bu vô cái ống của tôi vậy? Trời ơi, ôi, tôi hút vô đây. What? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cái con gì nó chui vô trong cái bể thở của tôi rồi? Con gì vậy? Trời ơi, cái con ông nó chui vô trong cái chỗ thở của tôi rồi. Ôi, đứa nào vậy? Trời ơi, Tần Huy nó quậy tôi. Trời ơi, ôi, con ông nó cứ bay vô trong. Cứu tôi dây, nó chết tôi. Trời ơi, không thấy đường gì hết trời này, rồi các bạn ơi. Nè. Trời ơi, cái mặt của tôi bây giờ nó sưng dù dù luôn rồi. Mấy cái đứa này nó dám trên tôi. Mày. Trời đất, đừng có đụng cái mặt tao nữa. Mặt tao bị ống chích sưng dù rồi nè các bạn. Trời ơi, tức quá. Bây giờ phải làm gì để trả thù tụi nó đây? Tụi nó dám thả ông vô cái ống thở của tôi. Các bạn có cách nào không thì bà hãy giúp tôi. Có một bạn vừa comment. Trời ơi, mặc dù tôi nhắm con mắt nhưng mà tôi vẫn đọc được comment mấy bạn nha. Mấy bạn kêu là anh ơi, hãy thử thách hai người kia xây nhà dưới nước đi. Được không, được không? Thẳng thì anh hãy cho ông chích lại bọn họ. Chơi ông, thử thách mới. Ok. Trời thì chơi, được rồi các bạn ơi. Mặc dù tôi bị ông chích nhưng mà tôi vẫn sẽ chơi thử thách này để tụi nó sẽ bị ông chích lại cho bà coi. Được rồi, let's go. Được rồi anh em ơi, và chúng ta đã quay trở lại. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái thử thách mà hả chúng ta đã vừa nói hồi nãy, đó chính là xây nhà trên mặt nước các bạn ơi. Các bạn biết là một trên mặt nước thì chúng ta sẽ rất khó xây nhà, nhưng mà cùng với đó chúng ta sẽ còn phải xây những cái bẫy để cho cái nhà của chúng ta thiệt là an toàn và không phải ai cũng có thể đột nhập vô được. Mà tụi mình đã chia ra những cái ranh giới màu xanh nước biển này của Huy Nấp, màu cam sẽ là của Jack Bien, và màu vàng chính là của Tô Gà Tí Di. Được rồi, 3, 2, 1 bắt đầu xây đây. Trước tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho chúng ta thiệt là nhiều nguyên liệu. Các bạn thấy trên tay của tôi đây đã rất là nhiều block để chúng ta có thể xây một cái nhà trên mặt nước rồi các bạn ơi. Tại vì tôi đã làm cái ranh giới của tôi rất là rộng nên chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để xây, nhưng mà không sao, tôi sẽ tua nhanh cho các bạn coi. Trước tiên chúng ta chỉ cần đặt những cái tấm gỗ này để chúng ta có thể làm một cái nền trước đã các bạn, trước khi là chúng ta xây vô cái căn nhà nha các bạn ơi. Ở đây nữa. Rồi, vậy là xong nguyên cái căn nhà luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn hết ổn liền rồi, nãy mới xây cái khúc gỗ thôi, nhưng mà bây giờ cái nhà của chúng ta đã xuất hiện, tại vì tôi đã xây xong rồi đây. Các bạn hãy nhìn đây, đây chỉ là cái căn nhà trên mặt nước của chúng ta, nó rất là bự, nhưng mà các bạn vẫn tò mò không biết bên trong cái căn nhà nó hiện đại và nó tiện nghi như thế nào đúng không? Nhưng mà chưa, chúng ta chưa có thể đi vô bên trong căn nhà nữa, tại vì chúng ta cần phải làm bảy những cái thử thách mà trước khi chúng ta đi vô cái căn nhà đại dương này các bạn à. Thì đây sẽ là cái cổng để mà đi vô được cái căn nhà của chúng ta, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm một cái lỗ ở đây, mình sẽ đào ra, mình sẽ làm một cái lỗ ở đây. Thì tại vì sao mình lại làm như vậy? Thì đây các bạn nhìn đây, khi mà tụi nó bước vô căn nhà của chúng ta đâu có dễ mà nó vô được đúng không các bạn? Thì mình sẽ kích hoạt một cái bẫy. Ây cha, cái này nó sẽ mở ra, mà nếu tụi nó đang đứng đây thì tụi nó sẽ bị lọt xuống dưới chỗ này các bạn à. Ây cha, và đây chính là bên trong cái ngôi nhà của mình. Trước khi vô được cái ngôi nhà dưới nước của mình thì hả tụi nó phải vượt qua những cái thử thách an toàn, tại vì nhà dưới nước của chúng ta là một cái nhà an toàn mà các bạn. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xây một cái thử thách gì đó cho nó thiệt là khó để tụi nó không thể nào mà xâm nhập vô được cái nhà của tôi. Và bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm một cái thử thách liên quan tới những con cá mập, tại vì các bạn biết rằng cá mập là một con gây gọi là con cá rất là nguy hiểm và nó rất là an toàn, nó có thể bảo vệ nhà của chúng ta. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần đào cái chỗ này ra để làm một cái mặt nước, tại vì cá mập cần ở dưới nước các bạn ơi. Chúng ta không thể để nó sống trên bờ như vậy được, nếu không nó sẽ chết ngạt mất tiêu luôn. Xong rồi đây, bây giờ mình đã vừa làm xong một cái bể cá rồi các bạn ơi. Mình đã đổ nước xuống và mình đã trang trí thêm vài cục đá cho nó đẹp, và bây giờ chúng ta đã tới lúc chúng ta sẽ thả cá mập xuống cái bể này thôi nào. Hay cha, các bạn nhìn đây, bây giờ cái bể cá của tôi đã có những cái con cá mập, nó liên tục nó bay lên bay xuống, là nó sẽ gọi là cắn bất cứ kẻ nào xâm nhập cho đây và bước qua cái chỗ này. Bởi vì vậy nếu muốn qua được chỗ này chúng ta phải đi trên một cái bè đó các bạn. Các bạn biết trò trên là cái trò giraffe không? Thì chúng ta sẽ phải sinh tồn trên một cái mảnh gỗ như thế này. Mảnh gỗ này xíu nữa nó sẽ trôi từ từ qua bên kia. Thì nhiệm vụ của tụi nó là tụi nó sẽ phải sinh tồn trên cái thuyền này và không để những cái con cá mập nhảy vô cắn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi.
ơi, nó cắn đúng lúc quá đi trời. Trời ơi, chưa gì là tôi đã thấy khó. Bây giờ tôi chơi lại nha các bạn. Đây tôi chơi thử cho các bạn coi nè. Đó, còn cái mập này nè. Nè. Ôi trời ơi, trời, tụi nó nhảy vô. Trời. Cái bè này nó sẽ liên tục di chuyển nha các bạn, và chúng ta sẽ bắt. Ôi, chết nữa là nó cắn dính tôi rồi các bạn. Rồi nè. Ôi trời, ghê quá. Trời ơi, bị cắn rồi. Và đó sẽ là thử thách đầu tiên của tôi. Thì các bạn đã thấy thử thách như thế nào thì đừng quên comment ở dưới cũng như là chấm điểm cho tôi để mà tôi có thể chiến thắng được cả ba cái nhà an toàn trên nước của tụi kia nha các bạn. Được rồi, và sau khi chúng ta có thể đi qua một cách an toàn, không bị những cái con cá mập này cắn, thì cái bè này nó sẽ tự động trôi về chỗ cũ ban đầu cho người khác có thể đi tiếp. Đó, được rồi. Và bây giờ chúng ta, nếu mà qua được rồi, chúng ta sẽ đi tới thử thách tiếp theo. Và đây sẽ là nơi tôi sẽ xây dựng thử thách thứ hai các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần làm cái chỗ này lấp đầy bằng nước luôn nếu mà chúng ta muốn làm thử thách thứ hai. Đó chính là mình sẽ dùng cái lệnh ấy. Chà, đây rồi. Bây giờ tôi đã biến căn phòng này toàn là nước rồi các bạn. Đây chỉ là một cái bể cá luôn các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra những cái con cá mập đã. Tôi sẽ sinh ra những con cá mập. À, đây chính là thử thách tiếp theo. Và những con cá mập này là những con cá mập rất là sát thủ các bạn. Và chỉ cần nó thấy chúng ta một cái là nguyên đám nó sẽ bay tới đây, nó trực chờ ăn thịt ta. Đau. Trời ơi, không kịp với mắm một luôn. Thì thử thách lần này là cái gì mà tại sao chúng ta sẽ phải đối mặt với những con cá mập? Đó chính là chúng ta sẽ phải bắt được một con cá con, nó sẽ được gọi là bảo vệ bởi đàn cá mập các bạn. Các bạn nhìn kìa, đó có một con cá con màu xanh nước biển, nó đang trốn, nó núp ra đằng sau kia. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt được cái con đó, mà hả, con đó sẽ được bảo vệ bởi những con cá mập này. Bây giờ tôi thử cho các bạn coi. Bây giờ tôi sẽ ghé mất không một cái là những con cá mập này nó sẽ tấn công mình, và bây giờ mình sẽ kiếm cách để mình có thể bơi tới bắt được con cá con. Đau, con cá con kia đứng lại. Trời ơi, chưa kịp bắt mình đã bị cắn rồi. Thấy mày rồi nha. Đó, mình sắp bắt được rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy rồi. Trời ơi, mấy con cá mập kia tránh ra coi. Trời ơi, các bạn thấy chưa, có lắm chứ đâu phải dễ đâu. Đó, các bạn thấy đó, sức mạnh của những con cá mập này rất là mạnh, và nó sẽ bảo vệ cái con cá con kia. Thì sau khi chúng ta bắt được con cá con kia là chúng ta có thể lấy được cái chìa khóa mình đã gắn trên người con cá con đó, và chúng ta có thể mở được cánh cửa này và qua được thử thách tiếp theo. Nhưng mà bắt được nó phải là một vấn đề gọi là rất là khó đó nha các bạn ơi. Bởi vì nó đã được bảo vệ bởi một đàn cá mập rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua làm tiếp thử thách thứ ba thôi nào các bạn. Let's go. Và đây sẽ là nơi tôi sẽ xây dựng thử thách cuối cùng, và đố các bạn biết đó chính là cái gì. Và đây, trước tiên chúng ta sẽ cần xây một cái hòn đảo ở chính giữa chỗ này các bạn ơi. Và sau đó chúng ta sẽ build ở đây một cái cây, tại vì các bạn biết trên đảo là nó sẽ thường có một cái cây dừa nha các bạn. Thì cái dừa thì cần có những cái lá nó bay ra như thế này nè. Thì tất nhiên chúng ta phải gắn những cái quả dừa vô cái cây dừa, đúng không các bạn ơi? Đó, được rồi. Đây là chúng ta đã có một cái hòn đảo cùng với một cây dừa rồi. Thì các bạn đã đoán ra được thử thách này chưa? Nếu chưa thì hãy chờ ngay đây. Và thử thách này đó chính là chúng ta sẽ phải chiến đấu với một con cá mập rất là đáng sợ, và nó sẽ không phải là những cái con cá mập nãy giờ chúng ta vừa gặp được các bạn ạ, mà nó sẽ là một con thủy quái, một con chùm cá mập. Các bạn hãy nhìn đi, trước mặt các bạn đây chỉ là một cái con quái vật, một con cá mập rất là đáng sợ, nó còn bị xích nữa kìa. Và đôi mắt nó sẽ có màu đỏ, và miệng nó cũng có màu đỏ dì máu đó các bạn ơi, rất là đáng sợ luôn. Và chúng ta sẽ phải chiến đấu với con chùm cuối đó, chính là cái con cá mập này các bạn ạ. Sau đó mình sẽ đặt thả hai cái thuyền ở đây, thì tụi nó muốn vượt qua được thử thách này thì tụi nó đồng nghĩa tụi nó phải chiến đấu với con quái vật, con cá mập khổng lồ này các bạn ơi. Và mình sẽ cho nó một cái vũ khí, đó chính là một cái cây kiếm sắt, mình sẽ đặt ở đây đó, hai cây kiếm cho hai đứa. Được rồi, bây giờ mình sẽ test thử trước khi chúng ta để cho tụi nó vô nha các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ bơi cái thuyền qua thử. Được rồi, cá mập kia mày lại đây, mày lại đây. Trời, nó đáng sợ các bạn, như cái miệng nó kìa. Ây da, nó cắn tôi kìa. À, mày dám cắn tao. Mày nè con. Trời ơi, cái con này nó mạnh quá các bạn. Mình đánh mày nè. Ôi trời, nó cắn tôi. Mày ây da, con này nó mạnh quá các bạn, không kịp đánh nó luôn. Mày ôi gì, nó cắn tôi kìa. Mày nè mày. Trời ơi, đánh nó khó quá. Trời đất, khó đất luôn các bạn ơi. Trời, kiểu này chết tôi chắc rồi. Ai chà, trời ơi, đánh mày nè con. Đánh được một phát thứ hai rồi. Ôi trời ơi, bị cắn chết luôn chứ. Đó, các bạn đã thấy được sức mạnh của con thủy quái mắt đỏ này chưa? Được rồi, thì đố các bạn là tụi nó siêu nữa tụi nó có thể vượt qua được thử thách này không, thì các bạn hãy comment dự đoán ở dưới nha. Và bây giờ vậy là chúng ta đã xong ba cái thử thách, và chúng ta đã tự tin cái căn nhà của chúng ta đã được rất là an toàn và bảo mật rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đi ra ngoài thôi. Vậy là xong rồi đó các bạn ơi, chúng ta đã vừa xây tổng cộng là ba cái bẫy. Thì các bạn thấy như cái bẫy như thế nào thì đừng quên comment giúp mình. Hãy nhớ coi hết video này để có thể tìm được người chiến thắng bằng cách là các bạn hãy bình chọn người chiến thắng nha. Bây giờ mình sẽ đóng cái bẫy này lại nè, đó, lấp lại để không ai biết đây sẽ có một cái lỗ và mình đi ra ngoài. Ô, hình như tụi nó cũng đã xây nhà xong hết trơn rồi kìa các bạn ơi. À, đây chính là nhà của thằng Jack này, còn bên kia chính là nhà của Inup các bạn ạ. Rồi đó, ghê đó. Trời ơi, để coi chúng ta sẽ bắt đầu đi vô từng cái căn nhà trên mặt nước của từng người để có thể chấm điểm. Và các bạn hãy nhớ, các bạn hãy chấm điểm nha. Được rồi, chúng ta sẽ đi vô của ai trước đây anh em? Ai trước đây? Đúng rồi đó, chúng ta sẽ đi vô nhà của Inup trước tiên các bạn ơi. Trời ơi, để nhìn bề ngoài cái coi. Ồ, nhìn nhà nó hơi cùi bắp một xíu nhưng mà không sao gì cũng được các bạn. Nhìn nó vẫn gọi là ra cái căn nhà là được rồi, nhưng mà quan trọng là bên trong nó như thế nào là để mình đi vô. Đây chính là bên trong căn nhà Queen Up các bạn ơi. Được rồi, đi vô. Ai chào.
và đây chính là thử thách đầu tiên của Unum các bạn ơi. Là cái gì đây? Đúng vậy, đây chính là thử thách câu cá. Thử thách câu cá hả? Là sao? Là mày bơi hơi. Là sao? Sẽ bơi qua hả? Ai cha, ai da chết luôn. Trời ơi, chết luôn. Đang ở trước mặt mày kìa và mày không thể nào vượt qua được vì đây là nước độc. Vậy là hiểu rồi, thử thách mày có thể vượt qua thử thách này bằng cách đi qua cái cửa bên kia các bạn. Nhưng mà nước này là nước độc, chúng ta đụng một cái là chúng ta chết. Vậy phải làm sao? Mày phải câu đủ 3 con cá trong cái hình này nè. Cá hồi, cá nóc và cá bình thường. Đúng rồi, sau khi mà mày thu thập đủ 3 con thì cái máy phát này nó sẽ tự động bắn ra cái thuyền. Hiểu rồi các bạn, vậy là chúng ta phải câu đủ 3 con cá thì chúng ta sẽ có thuyền, chúng ta có thể dèo qua được bên kia. Vậy đâu cần câu, đâu cần câu, nó đưa tao lẻ lên. Trời, mình là chùm câu cá luôn, dắt tối lên nhà chúng ta sẽ cùng nhau làm được. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái cần câu. Rồi, chuẩn bị nha. Câu nè, để coi chúng ta sẽ câu ra được cái gì đây. Con đầu tiên nữa. Các bạn có biết câu cá trong Minecraft không? Biết thì comment ở dưới nha. Chúng ta phải cành, phải cành để xong giật đúng cái lúc mà con cá nó vừa cắn các bạn à. Được rồi, để coi cá nào đây, cá nào lại đây. Cá ơi. Ui, sao chưa thấy cá nào trơn vậy? Sao không thấy cá gì hết trơn ngay tay? Rồi, sắp rồi. Ôi, nó tới kìa các bạn theo. Rồi, chuẩn bị nha. Cá đi. Không được luôn. Trời ơi, hình như là do mình chật cần câu sớm hay là muộn quá nên con cá nó tụt mất tiêu luôn rồi. Không sao, mình sẽ đổi vị trí các bạn. Quăng bên này nè, đó, dắt ở bên kia câu nha. Để tôi quăng thử bên này xem thử là chúng ta sẽ bắt được cái con cá nào không nha các bạn ơi. Ôi, tôi thấy rồi, dắt sắp tới rồi kìa. Trời ơi, tôi được 2 con mực nè. Trời, 2-3 con mực. Yêu em căng cực. Yeah. Các bạn có biết bài 2-3 con mực không? Biết thì comment ở dưới cho tôi nha. Nhưng mà quan trọng là dắt đã câu được một con cá nóc coi các bạn ơi. Vậy là chúng ta chỉ còn 2 con, một con cá hả? Hề với lại một con cá bình thường nữa các bạn ơi. Được rồi, và chúng ta câu tiếp nào. Chúng ta phải câu được một trong những con đó. He. Tôi sẽ làm được mà. Cố lên. Rồi, dắt đang câu ở bên các bạn ơi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ câu được một trong 2 con cá còn lại nha. Ôi, có cá rồi. Giật từng câu nào đó. Cái gì vậy? Không. Trời ơi, tự nhiên tôi câu được cái quả TNT vậy trời. Trời ơi, tự nhiên câu cá không được, cái câu dính cái quả bom, cái bãi nổ, cái đồng bể, cái đầu luôn hết cả hộp và hết rồi. Câu lại nè, trời ơi, nãy xui quá các bạn ơi, vô câu dính cái quả bom nổ, cái đồng luôn rồi. Cổ lên, chúng ta phải làm được mà, dắt câu được con nào mới chưa? Sao nãy giờ chưa thấy cái gì hết trơn vậy? Trời ơi, cắn cá câu, cắn câu đi mà. Ôi, nó tới, nhìn tôi này dắt ơi, nhìn tôi biểu diễn này, hãy cho. Lại được con mực, tôi được con cá nóc. Trời ơi, được rồi các bạn ơi, chúng ta phải câu tiếp thôi nào. Khi nào con cá cắn câu đây, chúng ta phải chiến thắng được trò chơi này. Con cá rồi, hãy cho. Ôi, đâu rồi, chúng ta đã câu được con cá hề rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta sau bao nhiêu thời gian câu cá đúng lâu luôn các bạn ơi. Và cuối cùng chúng ta cũng câu được rồi. Được rồi, chúng ta chỉ cần đặt cái này vào đây. Và bên kia đã đủ chưa? Bên kia đủ rồi. Chúc mừng. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Cái thuyền đã xuất hiện rồi, được rồi. Dắt ơi, lên thuyền đi. Chúng ta đi qua tự tích tiếp theo rồi nào. Let's go. Mở cái cửa ra. Được rồi, nhảy ra khỏi thuyền và chúng ta đi vô thôi nào. Let's go. Vậy là chúng ta đã hoàn xong tâm sâu tư tích Quy Nấp rồi. Và đây chính là bên trong căn nhà Quy Nấp. Trời, sao nhìn nó đơn sơ vậy trời. Căn nhà này các bạn thấy như thế nào? Thì các bạn đừng quên chấp điểm cho Quy Nấp nha các bạn. Được rồi, và bây giờ vậy là đã xong Quy Nấp rồi. Chúng ta sẽ đi qua căn nhà tiếp theo, đó chính là căn nhà trên mặt nước của Yacht VN đó các bạn. Được rồi, được. Nhìn bề ngoài cũng có vẻ hiện đại so với Quy Nấp một chút nha các bạn. Nhìn nó có vẻ hiện đại hơn, nhưng mà không biết bên trong thì như thế nào. Mở cái nào. Wow, nhìn bên trong trang trí cũng có vẻ đẹp. Để mình đi vô coi thử coi. Ôi da. Quay cha. Và đây sẽ là thử thách của Yacht các bạn ơi. Wow. Cá mập nước hả? Là sao? Ôi trời đất ơi, nó cũng làm cá mập nhưng mà cá mập của nó là cá mập bằng nước các bạn ơi. Wow, nhìn các bạn nhìn kìa. Đó chỉ là những cái nước có hình cá mập và nó cứ nhô lên vậy. Ôi nó nhô lên là sao vậy? Sao nó nhô hoài vậy? Trời ơi, chết luôn. Trời đất ơi, những cái con cá mập nước này nó có thể cắn người luôn các bạn ơi, nếu chúng ta không để ý mà bị nó nhô lên đúng lúc. Trời ơi, ngay cái đầu luôn. Chứ thiệt chứ cay thiệt chứ. Ôi trời, thằng Huy nó đang qua, thằng Huy qua kìa, Huy qua kìa. Ôi ai da, cho thằng Huy nó chơi. Ai da, trời ơi, hồi sinh đúng cái miệng con cá. Bye bye. Nó qua được luôn rồi. Trời ơi, tức quá à các bạn. Ôi trời ơi, sao tôi xui dữ vậy? Sao nó cứ hiện lên ngay cái người tôi. Ôi, chết nữa là dính. Mày sao mấy con cá mập nước này mày là cái gì? Trời đất ơi. Ai da, trời ơi. Ai da, trời ơi, tao lại. Ôi, tức quá đi mà các bạn. Có lại cá mập nước không là cái gì so với cá mập của tôi gà đi gì hết. Nè. Mày ngon mày vô đây. Mày ngon mày xuất hiện. Ô, bay con đâu, bay con. Trời ơi, tôi tức quá. Bây giờ tôi chạy một mạch thẳng qua.
Ghê. Ba cái thử thách cá mập nước này là gì? Đi qua cái tiếp theo. Ok vậy. Trời ơi cái gì vậy? Ui trời, mấy con cá mập đó vậy? Trời ơi, cái này chính là thử thách dây thừng cá mập các bạn ơi, là chúng ta sẽ phải di chuyển cái dây thừng qua. Trời, sao mấy cá mập nó điên loạn quá vậy trời? Ôi trời. Xong, tôi thấy tôi sắp đi rồi đó anh em à. Trời ơi, cái gì mà khó vậy? Ủa gì vậy? Dạ, không phải có thêm cái này nè. Ủa cái gì cái đó là gì? Cái sợi to vậy? Mày hiểu rồi. Chúng ta có vũ khí để chúng ta lên bắn những con cá mập này, tránh xa chúng ta nè. Mày cút ra. À mấy con này mày ngon mày lại. Ôi trời. Ok, để tôi bắn bên phải nè. Mày cút ra, không được lại đây. Trời, mày đang di chuyển cái sợi dây thừng nó. Ôi trời, nó đâm thẳng vô. Mày trời ơi, rớt. Làm lại từ đầu. Rồi lại. Trời ơi, tụi nó đang chờ mày nữa. Ôi có mày nè con. Trời ơi, cá mập đu dây, cá mập biết đu dây. Trời ơi, nó đu dây kìa các bạn. Mày đâu? Né ra, coi chừng nha. Có mấy con lâu, có mấy con nó đâm thẳng vô hết hồn luôn á trời. Ôi nó được kìa, nó được kìa. Ôi, xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi. Ôi, nó nghe a. Trời ơi, gậy ông đập lên không. Lỡ đẩy uy nấc một cái cho bị nó cắn thiệt luôn các bạn ơi. Rồi, coi lại. Ai da, nó lại đẩy xuống. Mày cút ra. Cô ơi, chạy đi, chạy một mạch đi. Mày cút ra. Trời ơi, cứu tôi với, cứu tao. Qua đi, ơi, cho tôi lên đầu mày. Mấy con cá mập này. Ôi, chạy toát ra khỏi chỗ này thôi nè các bạn ơi. Trời ơi, sống con. Trời ơi, hóa ra là nó đây có một cái bẫy lọt xuống dưới các bạn ơi. Vậy mà không để ý. Trời ơi, ghê thiệt đó, ghê đó. Được rồi, vậy đây chính là bến trong căn nhà của Jack. Các bạn thấy như thế nào? Đừng quên chấm điểm thử thách của Jack cũng như chấm điểm ngôi nhà trên cây của Jack các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua phần ngay nhất, đó chính là căn nhà của tô gà tí dí xíu bự. Nhìn con bự á, nhưng mà chưa chắc gì xịn. Trời ơi, bự là phải xịn rồi đúng không anh em? Được rồi, bây giờ mọi người hãy đi vô đây đó, để dịch chuyển con nó tới. Được rồi, chuẩn bị đi vô đây. Đây chính là cái đường vô đây, vô đây. Lọt xuống hố này con. Thằng Mi á, không rồi, sao thằng Jack còn nằm ở đây? Trời ơi, ông làm cái gì á? Đi vô, Trời ơi, và chào mừng đến với thử thách có tên là sinh tồn trên cái bè. Được rồi, bây giờ hai người hãy đứng lên cái này đi, nhớ né mấy con cá mập nha, không là chết đó nha. Bè bắt đầu chạy nè. Rồi, nhớ né nha. Rồi, xong rồi. Chết thùy đập luôn. Ôi, dắt chết chung luôn rồi, xong luôn. Giờ phải đợi bè về thôi. Tôi nói rồi, phải né mấy cái con cá mập mà không chịu nghe. Được rồi, cho lại này đó, phải né mấy con cá mập nha. Rồi, cái bè nó đang trôi tới kiểu bạn. Ôi, trời ơi, thùy đập chết bị dắt. Rồi, xong thùy đập luôn. Trời ơi, dắt qua được. Dắt vừa né được một con rồi các bạn. Rồi ghê đó. Để rồi con dắt né được con này không? Dắt né con. Ủa còn bốn con đâu? Quay. Ôi dắt né hay quá vậy. Ôi trời ơi, dắt đỉnh quá vậy trời. Còn một con cuối cùng. Rồi xong dắt luôn. Oh no. Bị cắn ngay khúc cuối tiết thiệt chứ các bạn ơi. Rồi cái bè nó đang về lại nè. Trời ơi, suýt nữa là dắt qua. Được rồi, cho lại cái bè nó trôi lên một lần nữa này. Cố né đi. Rồi coi chừng. Quay trời ơi, ghê. Ghê. Né này. Ghê đó. Trời, cái này căng thẳng các bạn. Rồi, suýt bị cắn nha. Rồi con này lại. Ôi, nó cắn. Ôi, dắt suýt đã bị cắn luôn các bạn. Rồi, còn con cuối. Chạy qua. Rồi, xong, bye dắt luôn. Rồi, dắt xuống nước rồi. Chạy là huy nấp đã qua được rồi các bạn. Còn dắt thì nó vẫn đang trèo ra đằng sau này. Rồi, không biết dắt sao này. Lần này dắt có tôi đâu. Ôi, trời ơi, suýt nha. Wow, vậy là dắt cũng đã qua được rồi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta hay qua thử thách thứ hai thôi. Hay cha, và chào mừng lên đây mọi người đã đến với thử thách bắt cá con đó. Còn một con cá con nằm ở đây, có lên. Mọi người phải né những con cá mập. Rồi xong, một thằng ra đi rồi. Phải bắt cái con cá con nó đang chạy nè các bạn. Rồi xong, dắt luôn. Ôi, Huy Núp ơi, con cá con ở bên đây nè, qua đây. Không qua đâu. Trời ơi, Huy Núp nó bị rỉa cái này. Nó sẽ phải có một cái gọi là kỹ thuật, đó chính là dụ đó. Một thằng dụ, một thằng đi bắt cá đi chứ. Rồi xong, hai thằng đều chết rồi, chết luôn. Bắt đi, dắt ơi, nhanh. Rồi, xong dắt là bị ăn thịt rồi. Rồi, xong luôn, con cá nó vẫn đang rất là vui vẻ tung tăng ở bên này. Nhưng mà mặc dù tụi nó đang bị ăn thịt quá trời luôn các bạn ơi. Có lên một thằng vũ đi. Rồi, xong rồi. Thằng Huy nó đang vũ ở kia các bạn ơi. Còn thằng Jack nó đang đi bắt cái con cá để coi Jack có thể bắt được con cá này không. Rồi, con cá này nó cũng không để bắt cho. Ui, nó đang vũ bởi mắt cười quá bạn. Nó chạy rồi, Jack phải giết được cái con cá đó. Giết nó đi để lấy cái chìa khóa đi Jack ơi. Cố lên. Rồi, xong rồi. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong luôn. Trời ơi.
Rồi rồi rồi. Ôi Huy bắt con cá, Huy bắt cá, Huy bắt cá. Bắt kìa. Rồi rồi. Nó bơi mất tiêu luôn. Rồi. Ô, đắm kìa. Rồi rồi, cố lên. Wow, Dắt vẫn đang bị dụ vài cái cá câu. Huy nấp ở đây cố gắng bắt. Rồi rồi, con này nó trốn kìa các bạn. Rồi rồi, để coi. Mày nè. Chết rồi, bà nó đang mất cái chìa khóa vậy là Huy nấp. Dạ coi gì coi. Rồi rồi rồi, mở cửa trước kia chắc ca đi kìa. Trời ơi, chắc nó bị cá mập ăn thịt mất rồi. Rồi rồi, để Huy nấp mở cửa các bạn. Để coi, rồi, cố lên. Mở cửa rồi, đi vô. Bye bye Dắt nha, hẹn gặp lại. Watch out. Vậy đó, Huy nấp ra ngoài được coi. Ủa, Dắt bao lâu nè. Trời ơi, Dắt giờ mới qua. Trời ơi, ai mà biết được, gọi đi qua đi, chuẩn bị thử thách cuối cùng. Chào mừng đến với thử thách cuối cùng có tên là Megalodon, hay còn gọi là con thủy quái. Hai người sẽ phải chiến đấu với con cá mập này, nếu không mọi người không thể nó cắn mẹ con. Ủa, nếu cắn sao quá các bạn. Rồi rồi, Dắt đánh nó ghê vậy. Ghê. Ôi, con này nó bơi đi chỗ khác liền, ôi giời, trời ghê vậy ta, rồi để coi. Huy và Dắt đang chiến đấu với con thủy quái này không các bạn ơi, để coi nha. Rồi, ôi nó cắn Dắt coi kia, nó cắn Dắt rồi. Trời ơi, các bạn nhìn mỗi lần nó cắn một cái là nó cắn đúng cái hàm răng, nó cạp đúng mạnh luôn các bạn. Nhìn nè, chuẩn bị nó cắn. Ồ, ghê vậy, Dắt đẩy nó ra kìa các bạn. Để mình coi nó cắn này, chuẩn bị cắn này. Ôi, cắn một cái nè, cắn hai cái nè. Ôi, ghê. Ôi, Dắt lên thuyền chơi nó rồi, cắn rồi. Rồi, xong nó cắn bể lên rồi. Rồi xong Dắt mất thuyền rồi. Cắn rồi luôn, chết luôn. Trời ơi, các bạn nhìn cái hàm răng nó đáng sợ. Ôi, bơi lên, lẹ lên. Trời ơi, phải chiến thắng được cái con cá mập này. May ra tụi mày có thể vượt qua được thử thách này nha. Nó không đi tới tao vậy. Rồi, Dắt là bị cắn. Bây giờ tụi nó đã quyết định lên thuyền để chiến đấu với con cá mập này luôn các bạn ơi. Ôi, cá mập lên bờ luôn nha các bạn ơi. Cá mập lên bờ. Trời ơi, tao chuẩn bị nó cắn Dắt một cái, Dắt đi đuôi cho coi. Rồi, xong. Ôi, nó cắn Huy nấp rồi. Trời ơi, Huy nấp chạy được các bạn ơi. Rồi, có lần vẫn đang miệt mài đánh nó luôn các bạn. Con nó không có nhắm nhặt. Rồi, xong. Wow, chết con cá mập rồi. Trời ơi, vậy là tụi nó đã tiêu diệt được con quái vật bảo vệ của mình rồi. Ghê vậy trời. Rồi luôn, nó đi qua cửa luôn kìa. Vậy là cánh cửa này nó sẽ được mở ra và chúng ta sẽ đi vô. Wow, đi ra thôi nè. Ba chào mừng đến với căn nhà trên mặt nước của tôi. Mày đi đâu rồi, mày ra ngoài kia vậy ba? Đi vô rồi, đây chính là bên trong cái căn nhà của tôi. Thì các bạn thấy như thế nào thì đừng quên comment đi. Rất là hiện đại và rất là bự nha. Thì các bạn thấy cả ba căn nhà như thế nào. Bây giờ tôi bay ra ngoài cho các bạn coi một lần cuối trước khi chúng ta kết thúc video này. Đây chính là nhà của tôi Gà Tí Di, nhà của Jack VN và nhà đầu tiên là nhà của Huy Nấp. Thì các bạn thấy ba căn nhà thế nào, đừng quên chấm điểm comment dưới để tìm ra người chiến thắng ngày hôm nay, để có thể bị gọi là cái hình phạt của chúng ta đã giao kèo với ban đầu nha các bạn. Được rồi, bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Rồi, subscribe nha, yêu mọi người rất nhiều.